Chào các bạn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta sẽ học cách giải các bài toán liên quan tới công thức cộng vận tốc, tức là công thức V13 bằng V12 cộng V23. Trong đó các bạn cần hiểu cho thầy V13 chính là vận tốc của vật. Vật là 1 đối với hệ quy chiếu đứng yên là 3. Người ta gọi là vận tốc tuyệt đối. Còn V12 là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu 2 là hệ quy chiếu chuyển động, người ta gọi là vận tốc tương đối. Và V23 là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động 2 đối với hệ quy chiếu đứng yên 3, gọi là vận tốc kéo gì? Kéo theo. Có nghĩa rằng vận tốc tuyệt đối bằng vận tốc tương đối cộng vận tốc kéo gì? Kéo theo. Thế thì các bạn chú ý cho thầy, gần như trong quá trình giải các bài toán liên quan tới công thức cộng vận tốc, bao giờ chúng ta cũng trải qua hai cái bước lớn. Bước số 1 là chúng ta cần xác định rõ ba cái đối tượng tham gia vào quá trình cộng vận tốc theo đề bài toán. Sau khi xác định rõ ba đối tượng tham gia vào quá trình cộng vận tốc theo đề bài toán thì chúng ta bắt đầu viết biểu thức tính vận tốc cần tìm dưới dạng vector. Các bạn chú ý viết biểu thức cần tìm dưới dạng vector. Ở đây chẳng hạn như thầy yêu cầu là đang tìm vận tốc của A đối với B thì thầy sẽ viết là AB, VAB. Các bạn chú ý AB thì còn khuyết lại C. Chúng ta sẽ có VAB bằng VAC cộng VCB. Vận tốc của A đối với B bằng vận tốc của A đối với C cộng vận tốc của C đối với B. Đối tượng trung gian ở đây chính là C. Các bạn chú ý đây là AB. Hoặc nếu như bài toán này, trong tình huống bài toán có thể yêu cầu chúng ta tìm vận tốc của B đối với C, để lấy tình huống B đối với C thì chúng ta sẽ viết là VB gì? BC. Khi mà chúng ta viết BC thì nó sẽ khuyết lại gì? A, đúng không? Trong ba đối tượng ABC nó khuyết lại A. Chúng ta sẽ có VBC, A chúng ta sẽ cho nó nằm giữa, tức là BA cộng với V gì? A gì? AC. Các bạn chú ý đầu, đuôi và trung gian là A. Còn nếu đề bài toán lại không yêu cầu tìm VBC mà tìm VAC chẳng hạn, tức là V của A đối với C thì chúng ta sẽ viết là VAC. VAC thì đối tượng còn lại sẽ là gì? B này. Thì chúng ta sẽ viết VAC chính là bằng VAB cộng VB gì? BC. Đấy là thao tác thứ nhất. Các bạn cần nhớ cho thầy. Nhớ rằng là tính yêu cầu tìm vận tốc nào thì viết biểu thức vận tốc đó. Tìm VAB viết VAB, tìm VBC viết VBC, tìm VAC viết VAC. Và quá trình viết này các bạn có thể nhớ theo một cái quy tắc. Thầy đã đặt đó là quy tắc đầu đuôi. Ở đây là đầu, A là vẫn là đầu, B là đuôi, vẫn là đuôi. Đối tượng trung gian còn lại là C. Tương tự các cái này thế, đây là A là đầu, C là đuôi thì A là đầu, C là đuôi, đối tượng trung gian còn lại là B. Đấy là bước thứ 1. Sau khi hoàn thành bước số 1, tức là chúng ta đã xây dựng được công thức cộng vận tốc dưới dạng vector thì các bạn chuyển sang bước số 2. Bước số 2 là cái bước mà chúng ta sẽ chuyển công thức vector này sang đại số. Đấy, thao tác này rất quan trọng. Chuyển từ dạng vector sang đại số. Quá trình chuyển từ vector sang đại số thì các bạn sẽ phải xét hai tình huống. Tình huống thứ nhất là các vector vận tốc cùng phương, đây thầy xét trước. Và một tình huống nữa là tình huống số 2 sẽ là không cùng phương. Không cùng phương, các vector vận tốc sẽ không cùng phương. Có hai tình huống và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt xét tình huống, từng tình huống một. Nào, xét tình huống thứ nhất, các vector vận tốc cùng phương. Và chúng ta sẽ xét luôn một cái bài tập ví dụ trong sách bài tập vật lý cơ bản, bài 6, trang 10, trang 25, vật lý 10 cơ bản.
Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước. Ngược chiều, ở đây đối tượng thứ nhất là thuyền. Đối tượng thứ hai chính là nước. Với vận tốc 6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ. Như vậy đối tượng số 3 sẽ là bờ. Là 1,5 km/h. Yêu cầu của bài toán là tìm vận tốc của thuyền đối với bờ sông. Đấy. Tức là chúng ta sẽ tìm V gì? V thuyền so với gì? Bờ. Đấy là bài toán. Cái này sẽ bằng bao nhiêu, đúng không? Nội dung bài toán là tìm vận tốc của thuyền so với bờ bằng bao nhiêu. Thế thì qua cái dữ kiện bài toán bây giờ thầy mới cụ thể này. Giá trị vận tốc thứ nhất là thuyền so với dòng nước này, thì chúng ta có độ lớn này, ở đây thầy đang viết độ lớn nha, V của thuyền so với nước. Độ lớn thì chính là bằng 6,5 km/h. Chúng ta chưa biết dấu đúng không? Còn V của đây, tiếp tục. Vận tốc của dòng nước đối với bờ, tức là V của nước so với bờ. Ở đây giá trị của nó chính là bằng 1,5 km/h. Đấy, các bạn chú ý chúng ta tìm được hai cái giá trị về mặt độ lớn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm công thức V của thuyền so với bờ. Như các bạn thấy là chúng ta đã xác định được ba cái đối tượng tham gia vào cộng vận tốc trong trường hợp này chính là thuyền, bờ, nước. Và yêu cầu của bài toán là tìm V của thuyền so với bờ. Thì chúng ta sẽ viết V thuyền so với bờ nhé. Nhớ rằng tìm vận tốc của thuyền so với bờ để viết V thuyền bờ. Thuyền bờ thì thuyền là đầu, bờ là đuôi. Đối tượng trung gian còn lại chính là gì? Nước. Chúng ta lắp nước vào giữa này. Đấy, V của thuyền so với bờ thì bằng V của thuyền so với nước cộng V của nước so với bờ. Tiếp theo các bạn chuyển phương trình vector này sang phương trình đại số cho thầy. Bởi vì các vector vận tốc cùng phương. Trong trường hợp này các vector vận tốc cùng phương, cho nên chúng ta có thể chuyển trực tiếp phương trình vector này, chuyển trực tiếp vector thành đại số. Các bạn chú ý, nếu như trường hợp các vector cùng phương thì chúng ta có thể chuyển trực tiếp vector thành đại số. Tức là với phương trình ở trên chúng ta đang để dạng vector, nhưng chúng ta giữ nguyên dạng và bỏ cái vector đi thì nó chuyển thành, tức khắc chuyển thành đại số. Và vấn đề còn lại là chúng ta chỉ việc thay số vào. Thế nhưng trong thao tác thay số vào phương trình đại số này, bởi vì các vector vận tốc của chúng ta có thể hướng theo chiều dương, ngược chiều dương, mang giá trị âm dương khác nhau, cho nên chúng ta phải chọn một chiều dương. Đấy nhá. Để thay số thì chúng ta cần chọn một chiều dương. Căn cứ theo chiều dương đã chọn, xác định dấu. Xác định dấu các vận tốc. Thao tác này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả. Ví dụ bài toán này thì chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Chiều chuyển động của thuyền, đây là chiều chuyển động của thuyền làm chiều dương. Sau khi chọn được chiều chuyển động của thuyền làm chiều dương thì chúng ta sẽ cụ thể các vector này, vẽ các vector. Mục tiêu chúng ta vẽ các vector là gì? Để chúng ta suy ra gì? Dấu vận tốc. Nào bây giờ này, chiều dương là chiều chuyển động của thuyền rồi. Thì chúng ta có thuyền chuyển động, thuyền so với nước, vector của thuyền so với nước này sẽ hướng theo chiều dương. Đây là V thuyền so với nước hướng theo chiều dương, có nghĩa là cái này sẽ lớn hơn gì? Lớn không. Các bạn chú ý lớn không, bởi vì nó hướng theo chiều dương. Còn thuyền ở đây các bạn chú ý này, thuyền lại chạy ngược chiều dòng nước, ngược chiều dòng nước. Như vậy là V của nước so với bờ này, V của nước so với bờ sẽ phải hướng ngược lại chiều dương. Đây là V của nước so với bờ. Nó mang giá trị âm đúng không? Này là nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn không.
Và thế là chúng ta sẽ lấy được giá trị gì? Giá trị này chính là bằng 6,5 km trên giờ này. Đúng không? 6,5. Và giá trị này chính là trừ 1,5 km trên giờ. Lý do là thằng này hướng ngược chiều dương, thằng này hướng theo chiều dương. Và như thế là chúng ta lắp vào đây, để lắp luôn vào đây, bằng. Đúng không? Sẽ là bằng thuyền so với nước 6,5 trừ đi nước so với bờ 1,5, kết quả bằng 5 km trên giờ. Chúng ta tìm được vận tốc của thuyền so với bờ chính là 5 km trên giờ. Và đáp số của bài toán này chính là gì? B. Đáp số là B. Đây là bài thứ nhất. Như vậy là với bài toán số 1 này, các bạn chú ý rằng là chúng ta dễ dàng chuyển được từ dạng vector sang đại số. Và thao tác để thay được số thì chúng ta buộc phải chọn chiều dương, cụ thể chiều của các vector vận tốc, được chưa? Bây giờ chúng ta sang một cái ví dụ tiếp theo, hướng dẫn các bạn thêm một bài nữa. Bài số 2. Một bài số 2 chính là bài 6.8 sách bài tập cơ bản vật lý 10, cũng là trang 25 luôn, đúng không? Chúng ta có một cano chạy thẳng đều theo dòng chảy từ A đến B, cách nhau 36 km, mất một khoảng thời gian là, đây là chính là TAB, đúng không? Hãy đặt là TAB bằng 1 giờ 30 phút, tức là bằng 1,5 giờ, chuyển thành giờ luôn. Vận tốc của dòng chảy là 6 km trên giờ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có vận tốc của dòng chảy, tức là V của nước so với bờ. Độ lớn chính là bằng 6 km trên giờ. Hết dữ kiện đúng không? Yêu cầu bài toán là tính vận tốc của cano đối với dòng chảy. Bài toán là tìm vận tốc V của cano so với dòng chảy, tức là so với gì? Nước. So với nước bằng bao nhiêu, đúng không? Tìm vận tốc này. Và ý thứ hai là tính khoảng thời gian ngắn nhất để cano chạy ngược dòng chảy từ B trở về đến A. Từ B trở về đến A. Bây giờ chúng ta giải quyết ý thứ nhất, đúng không? Lần lượt giải quyết từng ý một. A là tính vận tốc của cano đối với dòng chảy. Cano đối với dòng chảy. Các bạn chú ý trong trường hợp này ba đối tượng tham gia vào cộng vận tốc chính là gì? Cano, nước và gì? Bờ. Vì yêu cầu tìm vận tốc của nước cano so với nước, cho nên thầy sẽ viết trực tiếp luôn. Tìm cái gì, viết cái gì, tìm cái gì thì chúng ta viết cái đó. Cano so với nước. Cano so với nước thì đối tượng khuyết lại chính là gì? Bờ. Trung gian chúng ta cho nằm giữa. Đây, nằm giữa. V của cano so với nước thì bằng V của cano so với bờ cộng với V của bờ so với nước đầu. Đấy, đúng không? Đầu, đuôi, đối tượng trung gian ở giữa. Như vậy là chúng ta xây dựng được biểu thức vector rồi. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ chuyển phương trình vector sang đại số và thay số vào, đúng không? Nào. Vì trường hợp này các vector vận tốc cũng cùng phương. Đấy, dọc theo này, chạy thẳng đều dọc theo dòng chảy, đúng không? Các vector vận tốc cùng phương cho nên là chúng ta chuyển luôn trực tiếp này. V cano so với nước bằng V cano so với bờ cộng V bờ so với nước. Các bạn chú ý phương trình đây là vector nhé, phương trình đây là phương trình đại số. Phân biệt rõ ràng này. Thế bây giờ để thay số thì chúng ta phải chọn chiều dương là một chiều dương nào đấy, thì ở đây thầy chọn chiều dương là chiều chuyển động của cano. Chiều chuyển động của cano. Đây. Chiều chuyển động của cano, được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ vẽ được các vector như sau này. V của cano so với bờ đương nhiên là nó sẽ này, V này hướng theo chiều dương, đúng không? V của cano so với bờ hướng theo chiều dương. Như vậy cái này lớn hơn, lớn hơn không? Nào, cộng với V của bờ so với nước,
Các bạn chú ý rằng là trong trường hợp này là cano chạy theo xuôi dòng đúng không? Chạy từ A đến B mà nước chảy cũng là từ A đến B. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ vẽ được vector vận tốc này. Đây, vector vận tốc của tiếp theo là vector vận tốc của V này là V của nước so với bờ. Nước so với bờ. Xuôi dòng đúng không? Xuôi dòng. Thì V này sẽ gì? Lớn hơn không? Thế nhưng các bạn chú ý rằng trong công thức chúng ta không có vận tốc của nước so với bờ mà đây là bờ so với nước. Bờ so với nước. Thì V của nước so với bờ. Nước so với bờ sẽ bằng trừ V của bờ so với gì? Nước. Các bạn chú ý trừ V của bờ so với nước. Như vậy là V của nước so với bờ đây rồi, lớn không thì V của bờ so với nước sẽ là như này. Ngược lại đúng không? Hai vectơ cùng phương ngược chiều. Đây là V của nước của bờ so với nước. Giá trị này thì sẽ nhỏ hơn không? Nhỏ hơn không đúng không? Ngược chiều dương. Đấy, các bạn phải cụ thể được dấu như thế thì bắt đầu chúng ta mới lắp số vào này. Bây giờ bắt đầu lắp số. Chúng ta theo đề bài thì chúng ta có V của vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Như vậy chúng ta thay ở đây là bằng trừ mấy rồi? Trừ 6 này. V này bằng trừ 6 rồi. Đúng không? Trừ 6 km/h. Lý do là chúng ta phân tích ở đây nó âm. Bờ số cái nước là âm. Bây giờ chúng ta tìm vận tốc của cano so với bờ thì các bạn chú ý rằng là thời gian này, các bạn chú ý này, một cano chạy thẳng đều theo dòng chảy từ A đến B này cách nhau 36, mất một khoảng thời gian là 1,5 giờ. Như vậy chúng ta sẽ có V của cano so với bờ sẽ bằng khoảng đường chia cho thời gian bằng 24 km/h, 36 chia 1,5, 24. Như vậy là chúng ta được V của cano so với nước bằng 10, 18. Giá trị đây là 18 km/h đúng không? Mà cano so với bờ là 24 km/h. Và thế là chúng ta tìm được vận tốc của cano so với nước. Đây, cano so với nước. Vận tốc của cano so với nước chính là bằng vận tốc của cano so với bờ trừ đi vận tốc cộng với vận tốc của bờ so với nước, tức là bằng 26, 24 trừ 6, 18 km/h. Kết quả là chúng ta tìm được nó bằng 18 km/h. Điều đó có nghĩa rằng là vận tốc của cano so với nước là cũng hướng theo chiều dương đúng không? Ý thứ hai là chúng ta xác định khoảng thời gian ngắn nhất cano chạy ngược dòng chảy từ bến B trở lại A. Thì cái câu này là tương tự như cái câu A thôi đúng không? Chúng ta sẽ tìm được vận tốc của cano so với bờ này. Thì bằng vận tốc của cano so với nước cộng vận tốc của nước so với bờ. Nhưng trong trường hợp này chúng ta sẽ tính là nó bằng 16 à 18 trừ 6 chạy ngược dòng, vận tốc của nó so với nước chỉ là 18 mà nước cản mất 6, vị trí nó còn 10 gì? 12, và chúng ta có thời gian thì chính là bằng t thì chính bằng AB chia cho vận tốc của cano so với bờ. Trong trường hợp này cano so với bờ là gì? Ngược, ngược dòng nhé, ngược dòng. Thì chúng ta xác định được nó bằng kết quả nó bằng 3 gì? 3 giờ. Đấy là hai bài toán trong trường hợp cộng các vectơ vận tốc cùng phương. Cái ý thứ B thì các bạn có thể tường minh hơn, vẽ sơ đồ, tự vẽ sơ đồ. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái tình huống số 2. Đấy là cộng các vectơ vận tốc không cùng phương. Trường hợp cộng các vectơ vận tốc không cùng phương. Trong trường hợp cộng các vectơ vận tốc không cùng phương thì các thao tác bước 1 giống hệt như quá trình cộng vận tốc cùng phương. Chỉ có ở thao tác bước 2 có một chút khác biệt. Đấy, có một chút khác biệt là chúng ta phải dùng quy tắc hình bình hành. Để chuyển từ phương trình vector sang đại số thì chúng ta phải dùng quy tắc hình bình hành. Đấy.
Thế thì quá trình vận dụng quy tắc hình hình hành các bạn phải nhớ rằng là với quy tắc cộng vector này thì cái này là vector tổng này, nó sẽ là đường gì? Đường chéo này, còn hai vector thành phần sẽ là gì? Cạnh. À đây cũng là gì? Cạnh. Quá trình dựng vector thì chúng ta phải biết được vector tổng là đường chéo, còn hai vector thành phần là hai cạnh. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cái bài toán cụ thể luôn. Và các bạn phải nhớ cho thầy cái cách thức hình thành độ lớn. Ví dụ thầy có một cái sơ đồ vector này thì chúng ta sẽ có VAB bình thường, AB bình thường sẽ bằng VAC bình thường này cộng VCB bình thường này, đúng không? Cộng với 2 VAC VC gì? CB cos alpha. Trong đó alpha là bằng góc hợp bởi VAC và V gì? CB. Góc hợp bởi hai vector này. Đấy, xây dựng quá trình chúng ta xây dựng được độ lớn của cái cạnh đường chéo này. Các bạn hình dung. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái bài toán ví dụ cụ thể luôn. Bài số 1. Bài 1.28 sách bài tập vật lý 10 nâng cao. Trang 13. Chúng ta có một ô tô A chạy về hướng Tây với vận tốc là 40 km/h, ô tô B chạy về hướng Bắc với vận tốc là 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A. Đấy, yêu cầu bài toán rất đơn giản là xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A, tức là chúng ta tìm VB gì? BA xem nó bằng bao nhiêu, đúng không? Tìm VBA. Thì ba đối tượng tham gia vào cộng vận tốc trong bài này thì quá dễ rồi, đúng không? A này, đối tượng là A này, B này, ô tô B này, và đương nhiên là gì đó, đường. Xây dựng công thức cộng vận tốc trong trường hợp này thì chúng ta có V của B đối với A, đúng không? B đối với A thì bằng B là đầu này, A là cuối này, đối tượng trung gian còn lại là gì? Đường này. V của B đối với A này, B so với đường cộng V của đường so với A. Đấy, xây dựng biểu thức vector. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ vào biểu thức vector, căn cứ vào thực hiện bài toán để chúng ta này dựng sơ đồ vector. Dựng sơ đồ vector. Không? Đầu tiên là chúng ta mô tả hướng Tây này, hướng Nam, hướng Bắc, hướng Đông, Đông Tây Nam Bắc. Đấy chưa? Ô tô A so với đường, vận tốc của A so với đường, A chạy về hướng Tây là có A so với đường. B chạy về hướng Bắc, đây là B so với B chạy về hướng Bắc, đúng không? Đây là vận tốc của B so với đường. Đấy. B so với đường. Đấy. Thế thì bởi vì đây là vận tốc của A so với đường, còn V gì? V của đường so với A này, đường so với A lại bằng trừ, các bạn chú ý, trừ V của A so với gì? So với đường. Đấy, bằng trừ V của A so với đường nhé. Hai vector cùng phương ngược chiều có độ lớn bằng nhau. Cho nên là chúng ta vẽ được vector của đường so với A là nó hướng xuống này. A so với đường, đường so với A. Và bây giờ dùng quy tắc hình hình hành thì chúng ta sẽ có cái này là gì? Đường chéo này. Cái này là cạnh này. Cái này là gì? Cạnh. Chúng ta sẽ tổng hợp được V của B so với A đây. Đấy, các bạn chú ý tổng hợp được vận tốc của B so với A, nó chính là trong trường hợp này Đông Tây Nam Bắc vuông, cho nên nó chính là đường chéo của hình chữ nhật, đúng không? Đường chéo của hình chữ nhật. Mà hai cạnh là V của B so với đường và V của đường so với A. Thế thì sau khi mà chúng ta đã xây dựng được rồi, xây dựng được giản đồ vector hay là sơ đồ vector rồi, dựng được sơ đồ vector, thì chúng ta sẽ căn cứ vào sơ đồ vector để xác định các giá trị đó, đúng không? Trường hợp này có thể lấy alpha bằng 90 độ, alpha bằng 90 độ, nhưng chúng ta căn cứ vào hình thực tế chúng ta tính nó dễ hơn. Nào, nhìn vào đây thì chúng ta thấy VB so với A nó chính là đường chéo. Áp dụng Pythagore chúng ta sẽ có V của B so với A bằng V của A so với đường cộng V của đường so với B bình phương lên. Được chưa?
Và thay số vào chúng ta sẽ được giá trị là 20 căn 13. Đấy, 60 với lại 40. Các bạn chú ý. Và chúng ta có thể định hướng luôn. Định hướng ở đây tức là xem là V của B so với A nó sẽ hợp với hướng đông một góc bao nhiêu. Đây, để thầy tính hợp với hướng đông một góc bao nhiêu thì thầy tính tan alpha. Tan alpha này nó là cạnh đối này, đây là V của A đường này. V của A đường. Đấy. Đây là cạnh kề, đây cạnh đối là V của B đường. Đúng không? B đường. B so với đường. Bạn chú ý cạnh này thì tan alpha nó chính là bằng đối chia cho kẻ V của B so với đường, V của A so với đường 60 chia 40. Và chúng ta tính tan alpha, chúng ta sẽ suy ra được góc alpha. Như vậy là BBA có hướng đông bắc đúng không? Hợp với hướng đông một góc là 56,3 độ. Ví dụ như thế. Như vậy là trong cái bài toán mà các vectơ vận tốc không cùng phương thì các bạn không cần phải định dấu đúng không? Mà quan trọng nhất là chúng ta phải dựng được sơ đồ vectơ. Dựng được sơ đồ vectơ và quá trình dựng nhớ rằng là vectơ tổng bao giờ là đường chiếu, còn hai này là hai cạnh của hình bình hạnh. Bài tập số 1 thầy sẽ hướng dẫn thêm các bạn một bài nữa. Ví dụ số 2. Bài tập 1.27 sách bài tập vật lý 10 nâng cao. Trang 13. Chúng ta có một ô tô chạy với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa làm với phương thẳng đứng một góc 60 độ. Các vệt mưa làm với phương thẳng đứng một góc 60 độ. Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô. À, ở đây chúng ta sẽ tìm vận tốc của V của giọt mưa này, giọt mưa so với ô gì, ô tô bằng bao nhiêu đúng không? Xác định vận tốc của giọt mưa so với ô tô. Và câu B là xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất là V của giọt mưa đối với mặt đất. Hai giá trị vận tốc. Nào, bây giờ chúng ta lần lượt giải quyết vấn đề. Đầu tiên là chúng ta cũng xác định được ba đối tượng. Ý thứ nhất đi, ý thứ nhất nhé. Tìm vận tốc của giọt mưa đối với ô tô. Đấy. Giọt mưa đường. Thì ba đối tượng ở đây này. Tìm vận tốc nhé, các bạn chú ý tìm vận tốc của giọt mưa đối với ô tô thì ba đối tượng ở đây sẽ là gì? Ba đối tượng cộng vận tốc ở đây sẽ là giọt mưa này, đường và ô gì, ô tô đúng không? Giọt mưa, đường và ô tô. Tìm vận tốc của giọt mưa đối với ô tô thì chúng ta viết luôn vận tốc là V của giọt mưa với ô tô thì bằng V của giọt mưa so với đất cộng với V của đất số ô tô, đất tức là đường này. Đấy nhá. Hay chúng ta dùng từ đất, đề bài dùng từ đất thì chúng ta dùng từ đất. Ba đối tượng. Giọt mưa, ô tô và đất. Nào bây giờ chúng ta căn cứ vào dữ kiện bài toán để chúng ta dựng sơ đồ vectơ. Mưa rơi theo phương thẳng đứng. Đây, ở trên trời. Như vậy vận tốc của giọt mưa so với đất là có phương thẳng đứng. Chúng ta vẽ có phương thẳng đứng. Được chưa? Các bạn chú ý có phương thẳng đứng. Tiếp theo này. Vận tốc này có giá trị là 50 km/h. Đúng không? À không, thầy xin lỗi, cái này không phải. Mà vận tốc này là đang cần tìm đúng không? Quan trọng nhất là chúng ta biết này. Mưa làm với phương thẳng đứng một góc 60 độ. Như vậy là vận tốc của giọt mưa so với ô tô. Ô tô. Vận tốc của giọt mưa so với ô tô sẽ hợp với phương thẳng đứng một góc là mấy? 60 độ.
bạn chú ý, hợp với phương thẳng đứng một góc 60 độ. Và chúng ta biết được vận tốc chạy của ô tô là 50 km/h. Đấy, ô tô so với đường cái này mới là 50 km/h. Xin lỗi có lúc nãy này. Cái này mới là 50 km/h. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cụ thể hơn về mặt sơ đồ này. Vận tốc của giọt mưa so với đất. Giọt mưa so với đất thì sẽ bằng vận tốc của gì? Giọt mưa. Vận tốc của giọt mưa so với ô tô bằng vận tốc của giọt mưa so với đất này. Giọt mưa so với đất cộng với vận tốc của đất so với ô tô. Đất so với ô tô. Đấy, các bạn chú ý, đây là đất. Đây là toàn viết là đường. Đúng không? Đất. Rồi, phải viết lại đây là đất. Như vậy là chúng ta có một cái tam giác vuông, sau khi dựng ra sơ đồ chúng ta có một tam giác vuông và chúng ta tính được vận tốc một cách bình thường. Đấy, nào. Tìm vận tốc của gì? Giọt mưa so với ô tô. Giọt mưa so với ô tô là cạnh huyền này. Đúng không? Cạnh huyền. Đấy. Còn các cái này, hai cạnh này là cạnh góc vuông, chúng ta có vận tốc của đường so với ô tô này. Cái này có giá trị cũng là 50 này. km/h về mặt độ lớn, hai này là cùng độ lớn đúng không? Cùng phương ngược chiều có độ lớn bằng nhau. Thì chúng ta viết theo đúng cái cạnh góc vuông này, cái này là cạnh góc vuông này. V của đất so với ô tô thì bằng V của giọt mưa so với ô tô nhân với sin alpha cạnh góc vuông này bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối. Từ đấy chúng ta suy ra V của giọt mưa so với ô tô chính là bằng cái này chính là bằng 50 rồi đúng không? 50 chia cho sin alpha thì nó ra bằng cái này. Đấy là vận tốc của giọt mưa so với ô tô. Các bạn chú ý. Ở đây thầy tạm xem cái đường là đất, đất là đường. Ý thứ hai là chúng ta xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất. Vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất đúng không? Đấy. Giọt mưa đối với mặt đất thì nó lại là cạnh góc vuông này, nó bằng cạnh huyền này nhân với cốt 60 độ. Được chưa? Hoặc là chúng ta tính theo cạnh này. Cạnh góc vuông thì bằng cạnh gì? Góc vuông kia nhân với tang góc đối hay cô tang góc kề. Đây. Hai cạnh góc vuông đúng không? Đấy. Thì kết quả chúng ta sẽ tính được bằng cái này. Hoặc chúng ta có thể tính về của giọt mưa so với đất, viện đất này. V của giọt mưa so với đất, lúc đấy đất lúc đấy đường chính là bằng V của giọt mưa, giọt mưa này. So với gì, ô gì, ô tô nhân với gì, nhân với cos 60 độ đúng không, cos alpha đấy. Các bạn có hình dung không? Bởi vì là cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân với cốt góc kề, tính như thế này. Cốt 60 độ thì bằng 1/2. Các bạn có thể tính được cái này chính là bằng 1/2 V của giọt mưa so với ô gì? Ô tô. Đấy. Thì kết quả nó như nhau. Tùy theo cách thức các bạn lựa chọn tính. Quan trọng nhất của bài toán này là chúng ta phải cụ thể hóa được cái sơ đồ. Cụ thể hóa được cái sơ đồ dựa vào quy tắc hình bình hành. Các bạn chú ý rằng trong công thức này là chúng ta có V của đất so với ô tô. Nhưng đề bài để cho V của ô tô so với đất thì V của đất so với ô tô này, để viết ở đây các bạn, V của đất so với ô tô thì sẽ bằng trừ V của ô tô mà so với gì, đất, đúng không? Các bạn chú ý nhớ công thức này trong quá trình cụ thể hóa. Như vậy là chúng ta đã xét được một số cái ví dụ cộng vận tốc trong trường hợp các vector cùng phương và các vector không cùng phương. Thì các bạn có thể tham khảo thêm nhiều cái bài toán liên quan tới cộng vận tốc này.
thầy sẽ chuyển file bài tập cho các bạn.